tôi nghĩ chúng tôi bằng nhiều cách khác nhau đã thật là bất kính sâu xa với Hòa Thượng, bởi vì chúng tôi, hầu hết chúng tôi đều theo chủ nghĩa cá nhân cấp tiến bỏ học vào những thập niên 60-70. Chúng tôi thách thức mọi quyền lực ngoại trừ chính bản thân mình. Quyền lực của chính chúng tôi tất nhiên là rất mạnh, nhưng lại thách thức mọi quyền thế. Hầu hết chúng tôi đều chống đối tôn giáo. Chống đối hội đoàn tu sĩ đã có những kinh nghiệm không tốt về tôn giáo là một trong những điều đầu tiên chúng tôi quẳng đi trong việc giải thoát mình và mọi hình thức chính trị hay các quyền lực của các cha mẹ, phụ huynh, họ xã hội. Và đây chúng tôi có sư phụ, một hình ảnh người cha, người thầy và mang lại tất cả các truyền thống và quy quyền này. Cần phải có gì đó để phá vỡ sự kháng cự đối với điều đó. Và cuối cùng, tất cả chúng tôi đều đến xưởng sản xuất nệm cũ được cải biến này, gọi là tu viện Kim Sơn Tự ở San Francisco, với vị thầy này thật sự không nói tiếng Anh và không biết rõ về xuất thân của chúng tôi. Vậy mà Ngài chỉ nhìn thoáng chúng tôi và mở mọi loại pháp môn thiện xảo để đón chúng tôi đi vào. Và một trong thứ gì đó rất truyền thống và thâm sâu từ những nơi mà chúng tôi xuất phát, và một trong những điều đó là Ngài không phán xét. Ngài không nói gì khi quý vị bước vào, và Ngài cũng sẽ không nói ồ mái tóc của quý vị hay bộ râu, hoặc là quý vị đã từng sử dụng ma túy hoặc bất cứ thứ gì tương tự. Ngài sẽ nói ồ chào mừng quý vị về đến nhà, rất vui được gặp quý vị, trở lại lần nữa, đợi một chút. Ngài thường làm như vậy. Và lúc đó, ban đầu chúng tôi chỉ ngồi chung quanh và nói, này thầy, thuyết pháp cho chúng tôi đi. Và Ngài nấu nướng, dọn dẹp tu viện, Ngài nấu ăn cho chúng tôi, nấu các bữa ăn, giảng pháp, ý tôi là cung cấp cho chúng tôi. Và chúng tôi đã không biết những việc như vậy là không phải. Và Ngài sử dụng các thuật ngữ. Ngài nhanh chóng tiếp nhận các thuật ngữ tiếng Anh như, Ngài rất thích câu nói này, mọi việc sao cũng được, không có vấn đề gì. Không cần biết quý vị đến với Ngài với bất cứ phiền não nào, Ngài sẽ lắng nghe một chút và nói, mọi việc sao cũng được, không có vấn đề gì. Hoặc là hãy cố gắng hết sức mình. Đó là cái bảng bên trên cửa. Nhưng ngay cả theo cách này, chúng tôi đã đi vào và mang theo những cái đàn guitar của mình. Thay vì nói rằng âm nhạc không được phép sử dụng trong Phật giáo, Ngài sẽ nói, hãy hát vài bài đi, hát đàn một số bài hát cho đại chúng, viết một số bài nhạc. Phật giáo còn mới mẻ ở phương Tây, mà chúng ta chỉ có nhạc của Trung Hoa thì Phật giáo sẽ không thể tồn tại lâu dài. Chúng ta cần có âm nhạc lấy cảm hứng từ phương Tây. Vì vậy, hãy sử dụng đàn guitar và cái nhạc cụ của các con để tạo ra thể loại hoàn toàn mới mẻ này. Và những vị thầy như Hòa Thượng Tuyên Hóa, nếu quý vị nhìn vào cuộc đời của Ngài, họ không đến cõi tịnh độ. Họ thực ra đi về phía ngược lại. Vì vậy, chúng tôi có một mối quan hệ thân thiết với Hòa Thượng ngay từ lúc bắt đầu, vì đây là một nơi kinh khủng, khô cằn, hoang vắng nhất trong Pháp giới, nơi mà Ngài có thể làm công việc của mình là ở trung tâm thành phố San Francisco, trong khu phố Mission vào những năm 60. Và những người thời đó đến chùa là người đang trên bờ vực sắp rơi vào những số phận xấu xa khác nhau. Vì vậy, Ngài đã làm việc như phòng điều trị khẩn cấp trong khu vực. Và quý vị thấy kế tiếp là Ngài đã đi đến thành phố Los Angeles. Ngài đi đến các thành phố lớn ở Hoa Kỳ vào một thời điểm rất khó khăn và hỗn loạn. Ngài không chọn những nơi thoải mái để lui tới. Những ngôi chùa mà Ngài dựng lên ở khu nghèo nàn, chúng là những hãng xưởng bỏ hoang, những nhà thờ bỏ hoang. Ngài đi vào những khu đổ nát, những nơi phế thải, xem có gì ở đó và mang lại nguồn năng lượng mới. Vì vậy, thực tế rằng có thể chúng tôi đã gặp Ngài vào thời điểm đó là một dấu hiệu cho thấy tình hình của chúng tôi đã tồi tệ như thế nào. Có thể vì những mối quan hệ từ kiếp trước, như bậc cha mẹ luôn lo lắng cho con. Ngài nói những đứa trẻ này đã thực sự đi chệch hướng, tôi cần đến đó ngay. Để tôi kể lại cho tất cả quý vị nghe một lần nữa, tôi hiện đang ở Mỹ và giống như điên rồ. Điên rồ như thế nào? Để tôi kể cho quý vị nghe, tôi nói tôi là một kỹ sư công trình, là engineer. Tôi nói tôi là một kỹ sư công trình. Kỹ sư công trình gì? Tôi là một kỹ sư công trình tạo nên Phật sống, tạo nên Bồ Tát sống, và là kỹ sư công trình tạo nên tổ sư sống. Bất cứ ai trong quý vị muốn trở thành một vị Phật sống, có thể đến chỗ nhà máy này của tôi. Là gì? Đó là tu viện Kim Sơn Tự. Tu viện Kim Sơn Tự không phải của tôi, nhưng tôi tạm thời đến làm ở đó như một kỹ sư công trình.
Vì vậy, bất cứ ai muốn làm Bồ Tát sống cũng có thể đến. Bất cứ ai muốn trở thành tổ sư sống cũng có thể đến. Tôi là người không từ chối những người đến đây và cũng không đuổi theo những người quyết định ra đi. Ai có nguyện ý đến, nếu quý vị muốn trở thành một người có khả năng thành một vị tổ sư, tôi sẽ tạo quý vị thành một vị tổ sư. Nếu quý vị muốn trở thành một người có khả năng làm một vị Bồ Tát, nếu quý vị có chất liệu của một vị Bồ Tát, tôi sẽ tạo quý vị thành một vị Bồ Tát. Nếu quý vị có chất liệu của một Đức Phật, tôi sẽ tạo quý vị thành một vị Phật. Đức Phật không phải là được điêu khắc từ gỗ. Người kỹ sư công trình này của quý vị không làm tượng Phật bằng gỗ, hay bằng sắt, hay bằng đồng, hay bằng vàng. Cũng không phải bằng bạc, nó không phải như vậy. Tôi tạo một tượng Phật sống. Một người bằng xương, bằng thịt. Và bất cứ ai có nguyện ý, tôi cũng sẽ có nguyện ý tạo nên. Do đó tôi không tích cực xây dựng chùa. Tôi chủ trương là tạo các vị Phật. Tôi tạo các vị Phật như thế nào? Họ được làm từ sự không sợ khổ, không sợ khó, không sợ không có tiền, có sự tu hành chân thật và tu chứng thật sự. Quý vị còn phải biết rõ thật sự, chân đạp thật gì mà đi. Khổ đến thế nào cũng thọ nhận, khó khăn đến thế nào cũng thọ nhận, cũng nhận lại dù thế nào đi nữa, cũng thọ nhận dù thế nào đi nữa. Ha ha ha, 闻三摩地娑哈。